그녀는 감사라는 말을 쓰기를 좋아했다. 사실 사물을 찾는 건 되게 쉬웠어요. 왜냐하면 모든 영역이 겹쳐 있으니까. 안경 너머로 보이는 큰 눈 속에서는 여린 눈물이 자주 흘렀다. 어렸을 때는 어쩔 수 없이 주체적이지 못한 것 같아요. 그래서 제 삶의 많은 부분이 어머니로부터 비롯되었고, 저희 어머니에게 있어서 뗄 수 없는 존재가 바로 종교였어요. 내 얘기를 계속해서 객관화시키고 보여주는 행위 자체가 되게 저한테는 큰 치료가 되는 것 같아요. 네. 1933년 6월 1일생 슬아에 일남 일녀를 두었다. 밤에 자려고 누울 때면 이미자의 여자의 일생이란 노래를 즐겨 부른다. 2018년 12월 조아라. 용서라는 테마로 할머니의 이야기를 다시 소환하고, 할머니가 직접 되고기도 하고, 수로 할머니에게 차마 못한 편지를 쓰기도 하면서 할머니를 만나는 작업, 다시 기억하는 작업을 이번 기억하는 삶들에서 하고 있습니다. 약 20년이 지난 이 순간까지 시간을 확장해서 그 순간을 관객들의 앞에 공유하고자 이 설치물과 퍼포밍을 하고 있습니다. 여자, 키는 155 정도. 약간 통통한 체격으로 뒷모습은 웰시코기를 닮았다. 1986년생, 빠른 생일. 술은 즐기지 않고 담배는 아직 피지 않는다. 검은 머리카락. 기분이 좋을 땐 꺄르르 꺄르르 아이처럼 웃는다. 두 팔을 들고 엉덩이를 흔들며 춤을 춘다. 기억과 관련된 사물? 이 스피커였어요. 근데 그 스피커는 그 여성분이 갖고 계셔서 가지고 올 수 없었고, 사물의 부재와 또 다른 기억을 갖고 있는 차음 헤드폰을 가지고 와서 소리와 관련된 작업을 했습니다. 나, 여성, 사물이 있는 걸 생각하고 그 사진을 굉장히 오랫동안 관찰하는 것처럼, 연구하는 것처럼 작업을 해보라고. 처음엔 그 시도가 어려웠는데 뒤로 갈수록 그게 무슨 느낌인지 알겠더라고요. 그래서 tên chị ấy là Thủy, nghĩa là nước. Chị ấy không béo, cũng không gầy, không cao, cũng không thấp. Chị ấy là một cô giáo, dạy trẻ em về kỹ năng sống. Lũ trẻ yêu chị ấy. Tức là khi đó là chị tập trung vào công việc chị đang làm, tập trung vào cái chị yêu thích. Và chị không biết rằng chị đã gieo một cái hạt mầm vào bên trong em, một cái sự tự tin đó. Chị ấy có một người em trai đã mất, mọi người đổ lỗi lên chị ấy. Chuyện ấy đã rất lâu, nhưng chị ấy vẫn chịu nhiều tổn thương vì nó. Thì em nghĩ là lần này thì em cảm thấy enjoy, cảm thấy tận hưởng từng cái khoảnh khắc làm việc hơn. Là tức là mình khi mình làm việc thì cảm giác như là mình đang xem một cái buổi biểu diễn, không chỉ là cái ngày hôm đó không. Nhưng một cách nào đó, chị luôn tìm cách để chữa lành cho chính mình và trao năng lượng ấm áp cho mọi người. 14 tháng 12 năm 2018, Phạm Minh Tú. Mẹ có một con mèo và hai con chó Phúc. Bọn nó như con của mẹ, vì con gái duy nhất của mẹ đã ở xa mẹ lâu rồi. Thì nói về đôi đũa, em có mang sang Hàn Quốc là một đôi đũa của mẹ em. Đây là đôi đũa thật mẹ em đang dùng để nấu ăn ấy. Ngay từ lúc mà cho đề bài là chọn một người phụ nữ để kể chuyện thì em cũng đã nghĩ đến mẹ em rồi, nhưng mà em không chắc chắn là em nên mang đồ vật nào. Mỗi lần phải làm việc muộn ở cơ quan, mẹ lại đi ăn miến gà ở quán gần đó. Vẫn món miến gà đó, ở quán đó, cứ như vậy hơn 20 năm rồi. Tức là em giống như kiểu phải rút ruột rút gan mình ra ấy. Thì em cũng
em nghĩ là nó sâu hơn rất là nhiều, và em cũng khám phá ra không chỉ như thế mà cái tương tác giữa em và những người khác ấy, thì em cũng được truyền cảm hứng rất nhiều hơn em. 2018 tháng 12, Lê, Quỳnh, Anh. Bà tôi năm nay đã gần 90 tuổi, sống một mình ở quê, con cái ở xa, thi thoảng mới có thời gian về chăm nom bà. Lưng bà còng nên việc đi lại rất khó khăn, nên hàng ngày bà phải di chuyển bằng xe đẩy. Và em, màu sắc của cái tác phẩm của em nói về nụ cười của bà, và rất là hy vọng là tất cả mọi người sẽ cảm nhận được câu chuyện mà bọn em mang tới. Đôi tay bà nhăn nheo những nếp nhăn, chính đôi tay ấy đã nuôi những con người khôn lớn, và cho đến tận bây giờ, đôi tay ấy vẫn thường xuyên bê đá, xóc cà, nhìn muối cẩn thận để nén cà cho cả nhà ăn. Bà trồng rất nhiều cây hoa sen đất. Tôi yêu loài hoa này. Tháng 12 năm 2018, Trần Hải Linh. Là văn hóa có khác nhau. Có thể là mọi người cảm thấy nó có một cái, mỗi người có một câu chuyện riêng, nhưng thực tế thì em nghĩ là có một cái suy nghĩ thêm để làm sao mà có thể phát triển thêm, có thể tự mình gây dựng và một cái cộng đồng, là rất là mong muốn Việt Nam sẽ có một cái cộng đồng làm việc giống như là Noni.